Chà các bạn ơi, hôm nay mình lại tìm được rất là nhiều đồ chơi nữa này các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò luôn. Wow, phía trên này mình thấy có một cái gì đấy các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đã, rất là xịn sò luôn nha. Wow, những đồ chơi con vật nữa này các bạn ơi. Wow, đã chưa? Ây, mình thấy bên này có đồ chơi bỏ pin nè. Wow, xe bự lắm các bạn ơi. Wow, mình rất là thích những đồ chơi bỏ pin còn vặt và những đồ chơi xe bự như thế này luôn các bạn ơi. Wow, một cái gì đây nữa này, nhìn rất là đã luôn. Wow, xịn sò chưa? Wow, các bạn ơi, đây này mình thấy nó có rất là nhiều cái gì đây này các bạn ơi. Các bạn ơi, mình thấy nó có một cái con số gì đây nè. Wow, các bạn ơi, mình nhắn được luôn nè. Các bạn ơi, wow, những cái đây mình nhắn đã lắm các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Ai, để mình xem thử các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi bự nè. Chà chà, xe đây mình thấy có bắt tài xế nè, hai bắt tài xế luôn nè các bạn ơi. Wow, xe bự gì đây, nhìn đã và xịn sò lắm nha. Wow, các bạn ơi. Cái đồ chơi này bị dính cái gì mà cái tay của mình cũng dính theo này các bạn ơi. Wow, rồi mình sẽ cho ngồi rổ hết đi. Wow, đồ chơi con vật này các bạn ơi. Wow, đã chưa, đồ chơi bỏ pin nè. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật. Đã chưa các bạn ơi. Ui, cái tay của mình cũng dính theo y như đồ chơi rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, cái đây mình lát nó kêu nè các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, cái gì đây, hai cái nó giống nhau lắm các bạn ơi. Wow, y luôn, giống rất là giống nhau luôn. Wow, chà. Wow, đã các bạn ơi, cái đây là cái gì mà to lắm nè. Mình sẽ cho vào cái rổ của mình luôn. Wow, chà chà, xe cu li này các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi. Wow, xe đồ chơi nhiều lắm các bạn ơi. Wow, đã chưa? Wow, mình rất là thích những đồ chơi xe luôn. Wow, cái tay của mình cũng mà. Wow, ở đây mình thấy có một con gì giống cái con cua lắm các bạn ơi. Wow, đồ chơi bỏ pin nè các bạn ơi. Rất là thích đồ chơi bỏ pin luôn. Wow, hai cái đồ chơi bỏ pin, ba cái đồ chơi bỏ pin rồi các bạn ơi. Wow, đồ chơi con vật nè. Wow, nhiều đồ chơi con vật ghê ta. Chà, đã chưa? Wow, cái tay của mình cũng bằng ấy như đồ chơi rồi các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi bự nè. Wow, đã lắm các bạn ơi, xe đồ chơi gì đây? Wow, đằng này mình thấy có một bác tài xế thôi các bạn ơi. Và cái ghế bên này mình thấy cũng có bác tài xế đang ngồi ấy. Wow, xe đồ chơi bự xịn sò chưa? Wow, đã các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều đồ chơi luôn nè. Nó dính cái gì mà rất là bắn cái tay của mình luôn nè các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi mình đi rửa nghe các bạn nha. Mình xem thấy đồ chơi nó như thế nào nghe các bạn nha. Wow, nghe các bạn nha. Wow, rất là mát luôn các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ rửa xe đồ chơi bự cho các bạn xem nha. Wow, một cái xe đồ chơi gì đây rất là bự luôn nè các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Mình để cho nó thật là chèn xe gì nha. Wow, xe đây mình thấy cái cabin đằng trước là màu vàng, đằng sau là mình thấy màu xanh lá cây và những cái bánh xe thì màu trắng và màu đen này các bạn ơi. Wow, xe gì ta? Wow, xe bự lắm các bạn ơi. Wow, bắt tài xế đằng này mình rửa thật sạch rồi nè. Để mình xem thử nha. Wow, xe đồ chơi bự các bạn ơi. Wow, xe gì đây ta? Mình biết rồi các bạn ơi. Đây là một cây xe đũa rác nè. Nó có một cái hình biểu tượng một người đang bỏ rác nè các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Xe đồ chơi bỏ rác đã nha. Để mình khám phá cái xe đồ chơi bỏ rác nè. Dưới đây nó có một cái nắp nè các bạn ơi, để mình mở rác nè, mình bỏ nè. Trong này rất là trống luôn. Wow, xe đồ chơi bỏ rác xịn sò chưa? Wow, đã nha. Wow, thấy còn xe đồ chơi nhiều lắm này các bạn ơi.
Wow, xe gì đây? À, M8 Auto. Wow, xe đây là có một cái mốc gì đây? À, các bạn ơi, mình biết xe là xe gì rồi. Đây là một cái xe đồ chơi máy móc nha. Wow, có cả xe máy móc luôn. Wow, đã các bạn ơi, xe đồ chơi xịn sò lắm nha. Wow, và xe đây là xe gì? À, lại xe M8 nè các bạn ơi. Wow, đây là một cái xe ô tô bên. Wow, đã chưa? Xe đây chở đất và chở cát này, nó bên này các bạn ơi. Wow, xịn sò luôn. Wow, để mình xem thử nè. Wow, xe đây mình thấy cũng màu vàng, cũng M8 luôn nè các bạn ơi. Wow, đây là một cái xe bồn nha. Wow, xịn sò luôn. Wow, xe đây nó có một cái bồn sau các bạn ơi. Và wow, để mình xem thử nè. À, cái xe này nó có một cái cầu thang đi lên nè, và cái bồn rất là bự luôn. À, xe M8 đó nè các bạn ơi. À, mình biết rồi, đây là một cái xe trộn bê tông nè. Wow, nó có cái bồn để chứa bê tông trộn nè các bạn ơi. Wow, có bốn đồ chơi xe màu vàng giống nhau luôn nè các bạn ơi, xịn sò chưa. Wow, mình sẽ rửa cái đây đi. Wow, cái đây bự lắm nè. Rửa mình xem cái này có cái gì nè, mình nhấn cái nút được nè các bạn ơi. Wow, nó có chữ nè. À, Mitsumi Robot. Wow, đã các bạn ơi. Wow, để mình xem cái này. Wow, sạch rồi các bạn ơi. Sạch rồi. Để mình xem thử là cái này là cái gì. À, cái gì ta. À, đây mình xem cái này là có số luôn nè các bạn ơi. Wow, nó có số 1 nè, số 2, số 3 nè, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Wow, đã chưa. À, có nút Enter. À, nút Shift. Wow, các bạn ơi, có rất là nhiều chữ cái nữa nè. Wow, chữ A nè. Wow, chữ B nè, chữ K nè. Wow, các bạn ơi. À, mình biết cái đây là cái gì đó các bạn ơi. Wow, đây là một cái bàn phím online để mình học nha các bạn nha. Cái bàn phím của một dàn máy vi tính đó. Wow, xịn sò luôn. Wow, mình rất là thích luôn. Rồi, mình sẽ có cái bàn phím mình đem về mình học cho nó thật là giỏi nha các bạn nha. Ha, cha, đã lắm nha, có cuộc đồ chơi bàn phím luôn. Wow, xịn sò. Rồi, mình sẽ rửa xe đồ chơi bự nữa nè. Wow, mình rất là thích cái xe này các bạn ơi. Wow, xe này xe bự lắm nha. Wow, xe bự mình thấy đã lắm nè. Wow, xe rửa cho nó thật là sạch nha. À, wow, à, mình thấy cái xe này màu đỏ này các bạn ơi. À, hai bác tài xế thì màu xanh. Anh Tân này mình thấy có cái cần hình như là màu vàng nó sao các bạn ơi. Wow, đã lắm đây các bạn ơi, xe đồ chơi đi xịn sò đây. Wow, rồi sạch rồi các bạn ơi. Wow, để mình xem cái xe đồ chơi gì. Cái cần này nó nâng nè, nâng lên nâng xuống được nè các bạn ơi. Đây này là mình thấy có một cái chỗ hình như để ngồi như sao á. Wow, để mình xem tí mình khám phá thử nha. Wow, cái này hình như nó rút ra được nè các bạn ơi. À, nó đẩy cái này ra được nè. Đó, nó đã dài ra được nè. Wow, các bạn ơi. Wow, nó đã dài ra được luôn nè. Wow, rất là cao luôn. Wow, để mình xem cái xe này là xe gì. À, các bạn biết chưa, mình biết cái xe đồ chơi là xe gì rồi. Wow, đây là một cái xe năng cứu hộ trong đội xe chữa cháy nè các bạn ơi. Wow, đã chưa, có cả xe đồ chơi cứu hộ luôn. Wow, mình rất là thích luôn các bạn ơi. Chà chà, xịn sò nha. Wow, xe đồ chơi xịn sò đã lắm các bạn ơi. Wow, à, bây giờ mình sẽ rửa đồ chơi con vật bỏ binh đi. Wow. Wow, để mình xem cái đồ chơi dưới đây. À, dưới đây nó có cái chỗ để mình bỏ pin nè các bạn ơi. Wow, nó có một con tắc để mình bật nè. À, đồ chơi gì? À, các bạn ơi, mình biết rồi. Wow, đây là một đồ chơi chốt cứu hộ. Wow, nhưng mà chốt cứu hộ tên gì ta? Các bạn biết không em? Rồi, để mình xem thử là chốt cứu hộ nó tên gì. À, mình biết rồi các bạn ơi. À, đây là chốt cứu hộ Maso. Wow, đã chưa? Chốt cứu hộ Maso sẽ đứng trên cái năng cảnh cáo. Wow, vui nha. Rồi, mình sẽ rửa đồ chơi bỏ pin tiếp đi. À. Wow, đồ chơi bỏ pin. À, các bạn ơi, lại đồ chơi chó cứu hộ nữa nè. Wow. Rồi, để mình xem cái chó cứu hộ nó tên gì nè. Chà chà, các bạn biết chó cứu hộ nó tên gì chưa? Rồi, đây là chó cứu hộ Rappo. Wow, xịn sò luôn. Wow, chó cứu hộ Rappo và Masu cùng đứng trên cái xe nâng cần cẩu luôn các bạn ơi. Wow, đã chưa? À, cái này là cái gì này? Cái này là lạ này các bạn ơi. Wow.
Wow, wow. À các bạn ơi, à, đây là một khẩu súng. Wow, đã chưa có cả đồ chơi cây súng luôn. À, để mình thử thử cái súng này nó có công lực gì không ta. À, mình sẽ thử vào chó cứu hộ Maso đi. Wow, đã lắm á nha. Wow, các bạn ơi. Wow, cái khẩu súng này nó công lực lắm nha. Wow, mạnh ghê ta. À, đã chưa. À, mình thấy có hai cái giống nhau nè. Để mình xem cái nè. Wow, à các bạn ơi, đây là một khẩu súng màu vàng. Đây là một khẩu súng màu xanh lá cây và đây là khẩu súng màu vàng. Wow, xịn sò luôn. À, mình không biết cái khẩu súng là màu vàng này nó có công lực hay không nha. Để mình thử vào chó cứu hộ Rubble. Wow, các bạn ơi. Chà, cái khẩu súng này mạnh công lực như nhau luôn. Wow, hai đồ chơi khẩu súng này rất là đã, rất là xịn sò luôn. À, xịn sò lắm các bạn ơi. À, à mình sẽ rửa con đồ chơi bố bình này nữa nha các bạn ơi. À, xịn sò lắm nha. Wow, wow. Đồ chơi bố bình gì đây? À, nó có chỗ bố bình để giữ nè. À, các bạn ơi. À, các bạn biết đồ chơi bố bình này tên gì chưa? Đây là một đồ chơi bổ binh con bò. Wow, chuyện trò chưa. À, có cả con bò đồ chơi bổ binh luôn. Wow, thích lắm các bạn ơi. Wow, cái này cái gì này các bạn ơi. À, cái này nó lắc kêu nè. Mình xem nữa nè. À, bên này mình thấy có màu xanh nước biển, màu hồng và màu vàng. À, bên này mình thấy có màu cam, màu xanh và màu hồng này các bạn ơi. Wow, mỗi bên mỗi màu đã chưa. Wow, à mình thấy hình như là một cái hình con bướm này sao đó các bạn ơi. Đúng hay không ta? À đúng rồi, một cái hình con bướm. Wow, nó lát kiểu to lắm các bạn ơi. Wow, đã nha. À để mình xem đi. À các bạn biết cái đây đồ chơi gì chưa? Mình biết rồi đấy nha. À đây là một đồ chơi cái lục lạc nè. Cái lục lạc hình con bướm này các bạn ơi. Wow, lát nghe kêu rất là đã luôn. Wow, xịn sò chưa. Wow các bạn ơi. À, đồ chơi hôm nay rất là xịn sò, rất là đã luôn các bạn ơi. Wow, đúng rồi, đây là con cua đang bộ đồ chơi câu cá này các bạn ơi. Và đây là đồ chơi con gì đây? À, đồ chơi con bò. Wow, hôm nay có được hai đồ chơi con bò này các bạn ơi. Wow, xịn sò lắm nha. Hay, đồ chơi con bạc còn nhiều lắm các bạn ơi. Wow, để mình xem thế này. À, đây là đồ chơi con cừu. Các bạn ơi, có cả con cừu luôn. Wow, xe cù li đua. Wow, đã chưa. À, con gì đây ta? À, các bạn ơi, à, các bạn biết con này con gì chưa? À, đây là một đồ chơi con chuột nhắt nè. Wow, đây là con gà mái nè các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa. Hay, mình thấy, à, ở đây hình như là xe cù li đua nữa rồi. Mình thấy giống cái xe cù li đua mới nãy lắm các bạn ơi. Wow, à đúng rồi, xe cù li đua này các bạn ơi. À, và đây là con, à đây là con vịt một tráng. Wow, có cả gà và vịt luôn. Wow, à các bạn ơi, đây là đồ chơi con bò nữa nè. Wow, vậy là hôm nay mình được ba đồ chơi con bò rồi các bạn ơi. Wow, xịn sò lắm nha. Đây các bạn ơi, còn nhiều đồ chơi đã lắm nha. Wow, những con vật đồ chơi xịn sò luôn. Wow, để mình xem con này. À, có con. À, các bạn ơi, đây là một đồ chơi con hổ. Wow, hôm nay có cả đồ chơi con hổ. Và con gì đây, con gì nè. À, mình thấy có rất là nhiều cái chăn luôn này các bạn ơi. Wow, à, mình biết rồi. Đây là một đồ chơi con ếch màu xanh. Wow, con ếch là kiểu ếch hộp. Ếch hộp, ha ha, đã nha. Wow, trong này còn bốn đồ chơi gì đây nữa này các bạn ơi. Wow, để mình xem. À, đồ chơi gì? À, các bạn ơi, khủng long bầu chúa nè. Wow, có cả con đồ chơi khủng long bầu chúa màu vàng luôn. Wow, lại có đồ chơi khủng long bầu chúa rồi các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, wow, lại khủng long bầu chúa này các bạn ơi. Wow, à, đồ chơi khủng long bầu chúa đã chưa? Hôm nay mình được hai đồ chơi khủng long bầu chúa rồi nha. Mình xem nữa nè. À, chắc có lẽ là khủng long bầu chúa nữa rồi các bạn ơi. Wow, đã chưa? Wow, lại khủng long bầu chúa nè. Ha ha, khủng long bầu chúa này mập lắm các bạn ơi. Wow, có rất là nhiều cái ren luôn. Wow, đã chưa? À, ba đồ chơi khủng long bầu chúa rồi nha. Wow, để mình xem thử nè. Wow, còn gì đây? Ha ha, lại khủng long bầu chúa nữa nè các bạn ơi. Wow, xịn sò luôn. Hôm nay mình được bốn đồ chơi khủng long bầu chúa nha. Wow, và có cả chó cứu hộ Maso và Rubble. Wow, rất là nhiều xe. À, một cái xe đổ rác bự và cái xe nâng trong đậu xe cứu hỏa luôn. Wow, các bạn ơi, hôm nay được rất là nhiều đồ chơi đẹp và xịn sò nha. Thôi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi về mình chơi nha các bạn nha. Hẹn các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.